Chào các bạn. Đây là cái video mà tôi chia sẻ lại với mọi người một cái ứng dụng. Tôi đã hướng dẫn mọi người cách cài đặt rồi. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để chúng ta có thể kiếm được tiền từ cái ứng dụng này. Và bằng những cái cách nào ta có thể kiếm được cực kỳ nhiều tiền và có thể rút về được ví Momo hay là tài khoản ngân hàng có bằng chứng nhiều người đã rút được rồi. Để mà cài đặt và liên kết ứng dụng này thì chúng ta xem lại cái video của tôi là cách để chúng ta cài đặt. Thì chúng ta vào cái trang đầu tư 6.0 của tôi ở đây, là chúng ta chuyển sang thế này, chúng ta sẽ thấy được cái phần này ứng dụng Go Live trao đổi like kiếm 500.000 mỗi tuần từ Facebook, là 500.000. Nếu chúng ta làm tốt thì chúng ta có thể kiếm được 500.000 mỗi ngày, đấy là chuyện bình thường. Thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta xem lại cái cách để chúng ta cài đặt. Còn hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn có hai cách để chúng ta kiếm được tiền từ cái ứng dụng này. Thì đây là một cái ứng dụng kiếm tiền rất là đơn giản. Bạn chỉ có việc là đi like bài viết, chia sẻ bài đăng, like fanpage cho người khác thì bạn sẽ nhận được cái số tiền tương ứng cho mỗi công việc của bạn. Và khi đạt đủ cái số tiền thanh toán rồi, bạn có thể rút tiền mặt về ví điện tử Momo, ngân hàng hay là đổi thẻ cào điện thoại, thẻ game để chúng ta sử dụng. Các bạn chú ý là cái link đăng ký cái tài khoản này tôi sẽ để dưới phần mô tả của video nhé. Và khi đăng ký thì chúng ta sẽ có một cái mã để chúng ta nhập vào. Đây là cái mã đây, đây là Văn Lực 81 đây, tôi để ở cái phần này để mọi người xem đấy. Ở trong cái phần tôi cũng để cái mã này dưới phần mô tả. Khi cài đặt thì các bạn nhớ phải có cái mã này thì mới có cái sự liên hệ giữa tôi và bạn hiện lên trong cái tài khoản của tôi. Tôi mới biết được là bạn đang cài đặt và tôi sẽ giúp đỡ các bạn kiếm được tiền. Giờ chúng ta quay lại cái tài khoản tôi vừa mới đăng ký. Này. Ở này, đây là cái trang chủ, nó hiện rõ cái số tiền mà ta đang còn ở trên này và cái số tiền chờ duyệt và cái số tiền cần phải làm lại thì không có. Có hai cách để chúng ta có thể kiếm được tiền từ cái ứng dụng này. Thứ nhất là chúng ta mời bạn bè để chúng ta hưởng 5% thu nhập từ cấp dưới của chúng ta. Chúng ta càng mời được nhiều người thì cái thu nhập của chúng ta càng lớn. Và cái cách thứ hai là chúng ta sẽ làm bằng cách là chúng ta vào cái mục làm công việc hàng ngày là kiếm tiền, đi like bài viết, chia sẻ bài viết để chúng ta kiếm tiền, hoặc là like fanpage để chúng ta kiếm tiền. Đây là cái những cái bằng chứng rút tiền gần nhất của rất nhiều người. Này. Rút 50.000 qua ví Momo, rồi 50.000 qua ví Momo, có rất nhiều người đã rút 100.000, rút 50.000, vân vân. Thì hàng ngày cũng có rất nhiều những người mà rút được tiền. Chúng ta có thể là vào cái mục ở dưới đây có mấy mục để chúng ta chú ý này, mục tài khoản, tin tức, hỗ trợ, kiếm tiền. Thì chúng ta có thể vào cái mục kiếm tiền ở đây. Đây có hai cách để chúng ta kiếm tiền. Cách thứ nhất là kiếm tiền từ Instagram và cách thứ hai là kiếm tiền từ Facebook. Nếu muốn kiếm tiền từ Instagram thì chúng ta phải kết nối cái tài khoản Instagram của chúng ta với cái ứng dụng GoLive này. Còn muốn kiếm tiền với Facebook thì chúng ta phải kết nối cái tài khoản Facebook với cái ứng dụng GoLive này. Thì cái kết nối với Facebook là tôi đã kết nối rồi và tôi cũng có một cái video hướng dẫn, ta trở lại cái video đó để ta xem. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần này để chúng ta kiếm tiền. Thì chúng ta vào đây, chúng ta sẽ thấy được là cái nhiệm vụ của chúng ta là like này, chia sẻ này, theo dõi này, like fanpage này, rồi bình luận này để chúng ta được tiền. Ở đây là danh sách các cái công việc like bài viết cho cái này được 42 đồng. Rồi tăng like cho fanpage này thì chúng ta được 44 đồng. Rồi tăng like cho fanpage được 44 đồng này. Tăng like, tăng theo dõi cho cái ID này được 55 đồng. Vân vân. Chúng ta cứ làm hết những nhiệm vụ này thì các nhiệm vụ khác lại hiện ra cho các bạn. Và mỗi ngày thì chúng ta, đối với những cái tài khoản mới thì chúng ta chỉ nên làm từ 20 đến 30 nhiệm vụ mỗi ngày thôi.
Và chúng ta chú ý là chúng ta phải làm bằng kết nối với tài khoản Facebook thật của chúng ta để chúng ta kiếm tiền nha. Đừng nên kết nối với tài khoản giả, bởi vì sau này chúng ta còn rút tiền nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến cái công việc rút tiền của chúng ta sau này. Đấy đấy là cái cách là ví dụ như like bài viết thì chúng ta có thể là vào đây chúng ta like một cái thứ một cái bài tăng like cho fanpage này. Chúng ta có thể bấm vào đây để chúng ta tăng like. Đấy, mở cái trình duyệt này ra. Có thể mở bằng trình duyệt Chrome này. Chúng ta bấm vào đây để chúng ta làm cái nhiệm vụ. Rồi chúng ta bấm vào chỗ này, bấm vào thích ở đây. Như thế là đã được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần bên này để chúng ta nhận tiền. Chúng ta bấm vào hoàn thành chỗ này. Đấy, như thế là ta đã thành công cái giao dịch của chúng ta hôm nay rồi. Và chúng ta bấm vào đây, ok, là đã nhận tiền. Chú ý là khi mà chúng ta làm việc thì phải đăng nhập bằng cái Facebook mà chúng ta đã liên kết với cái tài khoản GoLive thì chúng ta mới kiếm được tiền. Và nếu chúng ta đăng ký bằng chúng ta dùng cái Facebook khác để chúng ta làm nhiệm vụ thì nó sẽ không sẽ báo lỗi và chúng ta sẽ không kiếm được tiền. Và mỗi ngày chúng ta lên đây để chúng ta làm nha, có rất nhiều các công việc để cho chúng ta làm đấy. Đấy là cái cách kiếm tiền thứ hai. Còn cách kiếm tiền thứ nhất lúc nãy tôi đã nói rồi, bằng cách là chúng ta sẽ đi chia sẻ cho người khác. Chúng ta vào đây chúng ta thấy là cái phần giới thiệu bạn bè đây. Vào này thì chúng ta sẽ copy cái link này để chia sẻ cho người khác. Khi người khác tải cái ứng dụng này về thì chúng ta sẽ được 5% trên cái số tiền mà người ta kiếm được. Đấy, cái này tôi vừa mới chia sẻ đã có 9 người tham gia rồi. Đấy, thì đây là cái cách chia, kiếm tiền. Có hai cái cách để chúng ta kiếm được tiền từ cái ứng dụng này. Thì còn cái cách cài đặt thì tôi đã nói với mọi người ở trong cái video trước rồi, thì các bạn hãy xuống dưới phần bình luận để chúng ta xem lại cái cách để chúng ta cài đặt và liên kết tài khoản Facebook với cái tài khoản GoLive này nhé. Để chúng ta xem ở trên này thì chúng ta thấy này, đây là ứng dụng GoLive trao đổi like kiếm 500k mỗi tuần từ Facebook. Thì chúng ta bấm vào đây chúng ta xem lại cái cách để chúng ta cài đặt. Đây là cái trang 6.0 của tôi chia sẻ các cái cách kiếm tiền online miễn phí cho mọi người. Đấy, chú ý là chúng ta vào đây để chúng ta copy cái đường link này đi chia sẻ cho mọi người. Hoặc là chúng ta vào đây để chúng ta kiếm tiền. Có rất nhiều các công việc chúng ta bấm vào để chúng ta làm. Cách làm thì tôi đã nói với các bạn rồi. Đấy, rất là dễ, cũng dễ mà rất là nhanh. Hiện tại thì số dư, đây số dư người ta sẽ thống kê trên này cho các bạn ở đây. Đấy. Và nếu như các bạn giới thiệu được nhiều người và chăm chỉ kiếm tiền thì mỗi ngày chúng ta có thể là kiếm được 200.000 đến 500.000 là chuyện bình thường. Ở đây có rất nhiều bằng chứng nhiều người đã kiếm được tiền từ ứng dụng này rồi. Thì đây là một trong số những cái ứng dụng mà tôi chia sẻ cho các bạn lại cái cách để các bạn kiếm tiền. Các bạn hãy vào xuống dưới phần mô tả để tải ứng dụng về và kiếm tiền từ cái ứng dụng này nhé. Đây rồi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì thì các bạn hãy để lại cái lời bình luận bên dưới của video và tôi sẽ chia sẻ trả lời các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của tôi và chúc các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền từ ứng dụng này.